Chào anh chị và các bạn đã đến với Lã Đà Lạt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán cà phê rất là đẹp trong thời gian gần đây luôn. Khi mà mặc dù quán chưa hoàn thiện hết nhưng đã thu hút rất nhiều các bạn đến đây để uống cà phê và chụp hình. Đó là quán Thương ơi ở 30 Đặng Thái Thân. Đi nhá, mình đã đến quán rồi. Đây là không gian quán Thương ơi 30 Đặng Thái Thân. Mình đi vào lúc buổi chiều, vào khoảng 1-2 giờ cho nó hơi nắng một chút xíu. Đây là một trong những quán cà phê hiếm hoi tại Đà Lạt khi mà nó chưa thực sự hoàn thiện, nhưng cũng được rất nhiều các bạn săn đón đến để uống cà phê và chụp hình. Đây là không gian bên ngoài của quán. Buổi chiều này hơi nắng cho nên là buổi chiều tối hoàng hôn thì cực kỳ đẹp khi mà không gian ở đây rất là rộng. Rộng ơi là rộng luôn. Có thể ngồi đây ngắm toàn cảnh cái thung lũng ở phía trước. Thì không gian ở quán chưa thực sự hoàn thiện hết. Ở đây có bày biện những cái bàn ghế ở phía ngoài sân này, rất là đẹp. Có một cái thông Noel nó được trang trí ở phía trên. Đó, và căn nhà thì dùng cái mái tranh. Nó giống với những cái máy, cái căn nhà ba gian mà nhà mái tranh ở khu vực ngoài miền Bắc. Thì nhà thì được ốp gỗ, các cái gỗ cũ cổ. À, đường vào ở đây, quên. Mình tính lại bước qua cái vừa rào. Đây, quán cà phê Thương đây. Đó. Buổi sáng thì cũng khá là đẹp khi mà cũng có thể săn mây được ở đây. Buổi chiều tối thì hoàng hôn thì nó cực tuyệt vời luôn. Có một cái thông Noel được trang trí ở đây rất là to. Cái thông này nó phải to gần bằng cái thông thật đó ha. Rồi bây giờ đi vào không gian bên trong quán nha. Ở đây thì có lát những cái đá như vậy này, cái viên gạch ấy. Những cái viên gạch. Ở đây là không gian chưa hoàn thiện hết nhé, mọi người có thể thấy này. Ở đây người ta vẫn còn mang về cả cái bàn ghế để trang trí. Nhưng mà cho dù nó chưa hoàn thiện hết đâu nhưng mà vẫn được rất là nhiều các bạn đến chụp hình và quay phim rồi uống cà phê. Tại vì không gian đây nó tuyệt vời. Đây bây giờ sẽ đi thử vào phía trong. Mình đã lựa một cái góc này khá riêng tư, có thể ngồi vừa làm việc vừa uống cà phê được. Buổi tối hứa hẹn nó rất lung linh luôn đấy. Đi vào phía trong xem nào, đây là quầy order. Mình phải tăng cái ISO lên một chút xíu tại vì nó trong này nó hơi tối. Đó. Nó mộc mạc và giản dị. Ở đây thì góc nào chụp hình cũng đẹp hết á. À, trừ những cái góc mà người ta chưa làm xong thôi. Còn phần lớn những cái góc nào chụp cũng lung linh. Đây là cái phòng, nhìn ra cái ổ cửa có trang trí các cái những cái cây xương rồng. Đó, ngay góc mình ngồi uống cà phê ở đây thì cũng đã quá đẹp rồi. Đó. Bây giờ thì tầm 2 giờ chiều nhưng người ta hơi vắng khách một chút xíu, nhưng cũng có các bạn trẻ đến uống cà phê trò chuyện, khách du lịch nữa cũng có. Không gian quán là không gian mở nha, không gian quán là không gian mở cho nên là gió lùa từ ở ngoài thung lũng vào thì có thể nghe ngửi được mùi cỏ cây luôn, mùi thơm luôn, rất là thoáng mát. Cái mùa gió thì nó có thể nó sẽ hơi lạnh một chút xíu. Ở đây là cái phòng kế bên, mở auto ISO luôn nào. Auto sao nó vẫn tối ta. Đây là cái phòng kế bên này.
nãy chưa xét cẩn thận cái máy quay. Cái phòng kế bên cũng có kê những cái bàn ghế gỗ và sách ở đây, mà sách ở đây mình thấy đang đang nhiều sách theo kiểu là cho nó có một chút thôi chứ chưa chưa có xếp gọn gàng được, tại vì có thể người ta chưa xong cái phần bên này. Có cái tivi màu từ thời Napoleon luôn đó, không gian ở đây như vậy. Đặc biệt là cái sảnh ở đây này, cái sảnh ở đây thì nó từ chờ mình chỉnh ISO một chút xíu. Cái sảnh ở đây là sảnh không gian mở cho nên là ngồi ở ngoài này rất là mát. Có một dàn hoa cúc ở phía trước. Rồi cái mái tranh này nó xào xạc, nghe cảm giác nó thân thương kiểu gì á, giống như cái tên thương của nó vậy. À đây có một cái ở đây có một cái kính rất là to để mình quay phim. Đây cái combo mình đang cầm này rất là nặng luôn. Đó, ở phía bên này chắc là không gian nhà vệ sinh, cái đường lối vào và đó những cái không gian góc bên này người ta vẫn chưa làm xong này, có những cây cổ thụ, thông cổ thụ rất là lớn ở đây. Bên này có một cây giống như cây sim hay cây gì ạ? Ở đây có một dãy bàn, ở phía trước là ngập tràn hoa màu trắng, cái đó là hoa cúc, hình như là hoa cúc. Không biết có phải là cúc họa mi không. Sàn gỗ gió lùa rất là mát, kể cả mà mùa đông nó lạnh ấy, thì gió lùa ở đây vẫn thích, khi mà mặc áo ấm rồi thì quan tâm gì đến lạnh đâu. Còn đây là phần sân ở phía trước, trên hình thì nó sẽ cảm giác nó rộng hơn một chút xíu. Nó rộng hơn nhưng mà trên hình về cái độ đẹp và view thì nó tương tự như vậy này. Đó, đây là cảnh thực tế luôn nha. Cái lan can này nó hơi thấp một chút xíu, nếu như gia đình mà đi có trẻ em ấy, thì phải cẩn thận, tại vì lan can này nó hơi thấp. Ở đây có cả cái xích đu để chụp hình. Cầm cái bông combo này nó nặng ghê á, nó đẹp ghê luôn á. Ôi da, ý là mình nói không gian là đẹp á chứ không phải là mình đẹp nha. Đây có xích đu này, bên dưới bên này có một khoảng vườn, chắc là nhà hàng xóm. Khoảng vườn hàng xóm phía trước có cây mai anh đào, cả một cái thung lũng phía trước. Mình thấy một cái thung lũng phía trước là người ta trồng hình như mai anh đào hay sao ta, hồng 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 hay mai anh đào gì đấy, màu hồng nhìn đẹp. Buổi chiều ở đây thì hoàng hôn rất là đẹp luôn, các bạn có thể đến đây vào khoảng 4-5 giờ chiều là vừa đẹp nhất. Lúc đó thì hoàng hôn đẹp nhất ở cái quán cà phê thương này. Không gian phía trong đây, ngồi đây. Ở phía dưới này thì người ta đang set up cái BBQ, nướng, uống cà phê. Xuống đây cần thiết ăn uống nướng luôn. Thích thiệt. Hey bạn, bạn này là cái bạn mà lúc nãy mình đi vô mà dám gào này. Hey, qua đây này. Tôm, 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 tôm. Này, tên gì đấy? Qua đây với anh nào. Đấy. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới này nhé. Phía dưới này một cái góc cầu thang chụp hình rất là đẹp luôn. Ở đây nó giản dị, nó mộc mạc, nó trang trí nhiều tông chủ đạo là gỗ, cả cái gỗ cũ này. Ở phía dưới này còn thậm chí chưa xong nha, nhưng mà rất nhiều các cái bạn trẻ trong thời gian vừa qua săn lùng đến đây để chụp hình và uống cà phê, trò chuyện, ngồi chơi với nhau. Đường xuống cái cầu thang này nó giống, nó có một cái góc chụp ở cái đường cầu thang này rất là đẹp, giống như, như cái bộ phim Ký sinh trùng, mà Ký sinh trùng của Hàn Quốc. Đây, thế này thì không gian này thì mọi người các anh đang đang set up hoàn thiện, nhưng mà không gian dưới này cũng đủ cho thấy sự tuyệt vời rồi của cái
quán cà phê ở đây này, có một cầu thang khá là mộc mạc ở đây, thích ha. Mình đến khoảng giờ này thì hơi nắng, hơi nắng, nhưng mà vì là cái không gian là không gian mở cho nên kể cả ngồi ở phía trong quán cà phê ấy, nó cũng rất là mát mẻ. Đó. Dưới này bữa sau sẽ là có nướng BBQ này. Đây là quán cà phê các bạn nên đến vì thấy cái độ hot của nó. Mọi người có thể cảm thấy được cái độ hot của nó khi mà mặc dù là ở đây chưa kịp hoàn thiện xong nha. Chưa kịp hoàn thiện xong á mà rất là nhiều bạn săn đón đến. Rất nhiều bạn trẻ săn đón đến đây để chụp hình. Lâu lâu mình lại giới thiệu cho các bạn một quán cà phê nó hay ho như vậy. Ở đây thì có trang trí một cái tòa cái gì đấy, cái đầu máy kéo xe lửa. Nhưng cái này là mô hình người ta làm thôi, không phải là cái xe thật. Đó, rất là nhiều cái đồ dựng ngổn ngang ở đây, nhưng đảm bảo khi các bạn đến á, nó sẽ hoàn toàn choáng ngợp bởi cái về nó về đẹp, về giản dị của cái chỗ này. Ở đây người ta bỏ cái này nó lồi lên, thế này thì mình không thích lắm. Nếu như nó chìm xuống được thì tốt, đi đỡ vấp. Đẹp quá luôn á. Ở xung quanh thì có trồng hoa hồng này, dàn hoa hồng. Đẹp ơi là đẹp ở đây luôn. Đó, phía sau những cái góc này thì vẫn còn ngổn ngang một chút xíu vì cái quán này chưa hoàn thiện. Nhưng mà rất nhiều các bạn đến đây để tận hưởng không gian nó thoáng, nó mát, view nó đẹp, nó chill như vậy. Ở đây mà mở mấy bài nhạc của Hà Anh Tuấn hay là Đen Vâu thì thôi chứ, hết sảy. Hiện tại thì ở quán có khoảng 3-4 nhóm khách đang uống cà phê và vừa làm việc. Và mình thì chọn một cái góc bên này để ngồi, góc bên này. Mình thích cái không gian thoáng đãng ở đây, nó giống như với Người Thương Ơi ở Tô Hữu, nó thoáng. Ở đây thì nó thân thương một chút xíu, thích thật. Cả một cái combo này nó rất là nặng, nặng tay luôn á. Đó. Cái góc này mà ngồi ngồi chill, ngồi uống cà phê, ngồi làm việc thì quá đã. Mình chỉ không biết là khi mà đông khách rồi thì chỗ này nó quá ồn ào hay không. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở đây mọi người, mỗi người một góc ngồi trò chuyện rất là thân tình, không quá ồn ào bởi những cái quán mà quá nhiều khách du lịch. Được. Chỗ này nên đến. Đẹp không? Và đó là quán cà phê Thương. Mình sẽ dựng cái chân máy ở đây xem có dựng được không. Đó là quán cà phê Thương ở... Ôi chết. Tí nữa thì bông hoa không biết là có zoom đến nơi không. Đó là quán cà phê Thương mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở số 30 Đặng Thái Thân. Chính xác, 30 Đặng Thái Thân. Đừng quên lên Đà Lạt bất kỳ thời điểm nào. Nhưng mà đây là một trong những quán cà phê đang được săn đón nhiều nhất tại Đà Lạt thời điểm này, thời điểm cận Tết. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Đà Lạt nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở những video lần tới.